để dùng mà ta. Ngon không? Ừ. Mềm không con? Mềm, quá mềm. Dạ, mình xin chào quý cô chú anh chị gần xa nha. Hôm nay cùng vào bếp với gia đình mình nha. Mình xin chào cả nhà. Mình chào cả nhà. Hey. Hôm nay cùng vào bếp với gia đình mình là mình nấu bún riêu cua. Đây, thành quả của gia đình mình hôm qua đây đi thu là được bao nhiêu này, bội thu được bao nhiêu đó, cua ngon ha. Rồi, sáng vợ chồng mình nè. Hai cái giò. Để đi chợ nè, mua được hai cái giò heo. Đó. Và một ký huyết. Đây, cà. Ba trứng vịt nồi hồi đây mình lấy thịt cua cua với thịt tằm. Rồi mình làm là chả. Rồi để một mấy miếng đậu hũ nữa đây, bún riêu thì phải có đậu hũ. Rồi những gia vị mình đã có sẵn đây, một gỗ rau. Đó, một hồi ăn kèm với bún riêu. Đó, quá chi ngon, đủ thứ rau, giá bắp chuối, rau muống, quế. Rồi, quế đủ. Rồi thêm một nãy chú cao nữa. Mình hồi mình ăn xong mình tráng miệng. Đó. Thôi em ơi, chị em mình cùng vào bếp chị Năm ơi. Dạ. Để em luộc thịt cho nha. À, chị đi làm cua. Rồi, dạ. Hai chị em làm hai cua đi. Em làm cua chứ. Đây. Anh luộc thịt thấy cái bộ bối chị Năm chị sưu tầm đấy. Mình thấy trụng lại. Cái mình trụng rồi á, cái mình nấu lại một cái là như chị Năm với vợ mình làm cua. Mình lượt cái nước cua cái mình là bắt đầu mình đó. Mình bỏ vô mình nấu một cái màu mềm lắm. Có cái đèn nhúng lửa nó gọn nó tiện. Chị Năm. Hả? Chị Năm không biết em làm thế anh luộc thịt anh trụng thịt lại mà em bắt chảo mà nhúng lửa mà chưa có đổ miếng nước nào cho anh bỏ tay luôn được chưa? Chị cua này nhỏ nhỏ mà gạch quá trời không chị? Nhỏ mà gạch quá thế nè. Dạ. Vậy em chịu gạch cho em chút mình xào gạch mình bỏ vô cũng nhiều ngon lắm chị. Nó nhỏ mà quá gạch chứ quá trời gạch luôn chị. Chị nào ra tiếp. Dạ. Ăn này Khánh nó mua đồng gạch quá. Dạ. Mà ông gạch anh quên nữa nè, mua lâu mà bây giờ có lăng này. Anh có bài hát luôn á, anh hai chị em bằng cua để anh hát cho hai chị em nghe bản nha. Hát gì kìa là về lan nha. Dạ. Ý nghĩa của con qua lan này nha. Ây, anh hát cho nghe nha. Chị Năm em nghe, em hát bản về lan cho chị Năm nghe nha. Ừ. Màn đêm buông trên đường, hàng me lung linh ánh đèn. Đêm nay đi bên em giữa lòng thành phố thăng thương. Ngày mai anh lên đường, ngày mai anh ra chiến trường. Gửi lại em yêu dấu có khoảng trời rừng núi mênh mông và trong xanh với bao người bạn thân tâm tình như hoa phong lan chờ đợi mưa gió không phai tàn ngày về nhì hoa ngã hương em ơi em lại đón anh về. Đó là ý nghĩa cái bông lan này đó em. Qua gì là nó chỉ là vài ngày nó tàn rồi. Dạ. Mà cái bông lan này á là nó ở mọc trên núi á là bởi vì người ta nói là mưa là như hoa phong lan chờ đợi mà mưa gió không phai tàn. Dạ. Nó muốn tàn nó cũng cả hơi lâu à, 6-7 tháng nó mới tàn cái bông đó. Vậy đó là bữa nay bữa nay là bởi cái ý nghĩa là cũng là cháu Khánh mua về là mình phải tặng lại cho nó đáp lại lòng là yêu quý là cái là nhưng cái lan này nó là có tự đề nó vậy đó. Dạ. Quá đẹp rồi, nước sôi cho anh cũng được. Anh hát gì lan em nhắc cái vụ đó quên nữa tính coi coi lò nó cũng còn hơi ấm ấm nè chụm chút nó nóng nó mới cháy nhiều nước nó cũng sôi tim mình nè trụng thịt cái mình phải cho nó một miếng muối vô ít muối vô đó. Chị cua này nó mềm á mình dễ đâm lắm chị đâm mau lắm thiếp. Dạ cua nhỏ đâm mau lắm chị em làm một chén gạch luôn nè. Ừ, cua nhỏ gạch quá. Dạ, trời thiếp quá trời gạch luôn chị. Quá trời gạch vàng khè thiếp. Dạ. Cua nhỏ một chút quá. Mình bầm tỏi ớt mình xào lại chị. Quá trời ngon. Rồi giờ nước cũng đã sôi bừng rồi nè. Cho thịt vô. Trụng xương xương đó rồi. Trụng vậy là ngồi mình nấu nó mau mềm. Anh Năm dễ ăn.
Còn mấy móng này bé Vi nó khái ăn lắm, mà nó không ăn rồi. Wow, trời, hai cái giò heo ăn nổ nghiền tới luôn, tiện ha. Em mua giò heo này cái bự người ta chặt sẵn luôn, nó tiện. Chặt nhỏ thì dễ ăn, hầm hầm mau mềm. Hai chị em làm cua vẫn em ngu vậy, bắt cua hôm qua về nắng quá bữa nay. Nắng quá bữa nay. Ê, ghi mình mấy thằng ở đây em bằm miếng cua hành anh, mốt anh làm chả cua anh ơi. Cua thì mình đâm ra, cái mình nấu cái thịt nó nổi lên, mình vớt cái thịt ra, cái nước á mình làm nước súp luôn. Dạ. Là cho giò heo vô mình nấu luôn. Dạ. Còn cái cua mình làm chả cua. Đúng rồi, là rất ngọt em, cái nước dạ. Cua cua ngọt lắm. Cái cua này cũng dễ ăn, chị Năm làm là cũng được nhiều món lắm chị Năm ơi. Nè, với chị làm á là đâm ra, chị lượt lấy nước, cái chị kho lạc rồi coi chị chấm ra ăn rồi bả chảy luôn. Mà cua này nó ăn tốt quá chị Năm. Mình làm chả cua anh, có núm mèo vô ăn có độ giòn vô, nó mình cắn vô nó sực sực ăn nó sướng cái miệng đâu á anh. Có miếng núm mèo nó giòn ha. Dạ. Sướng miệng luôn á. Hôm qua cực khổ quá, hôm nay mình ăn sướng lại. Cái dao bén lắm á, vuốt 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 cái tay cái chừng á. Dạ. Đang tháng vô mùa làm ăn á mà ừ. Có sự cố gì cái đau lắm em ơi. Dạ. Mình vừa sử dụng mình rửa tay với nước nhiều á. Mời chị em mình đi xúc bữa đi bác. Dạ. Bữa nào mình đi nữa chị trao tép cái miếng bờ cầm son ha. Dạ. Tép có tép mới lụm bỏ vô son. Đúng rồi. Có ốc, có ốc luôn chị ơi. Gà đồng vui lắm thím ơi. Dạ. Qua thấy không, gà đồng cơm ngon ha. Dạ, ăn cơm ngon ghê đó chị. Rồi thịt giò heo mình cũng đã trụng nãy giờ rồi, thôi mình cũng đổ ra đi cho nó ráo, chứ mình trụng nhiều quá cái nó ra hết cái chất ngọt của cái giò heo. Đổ ra đi, rồi rồi anh đổ ra luôn. Atsa atsa atsa, cái nhà sàn tiện quá chị Năm ha, tiện lại trâu thịt ngon quá chị Năm ơi nè. Vô điều sẵn luôn, để sẵn ra ngồi cái mình nấu xong cái mình cho nó vô cái màng nó đẹp, cái nước súp nó ngon. Rồi vịt hạt điều, giò hạt điều mình cũng đã thắng sẵn rồi nè. Rồi, chị Năm ơi. Ơi, hai chị em mình nãy giờ bằng cua cũng khổ rồi, sẵn em mạnh tay em đâm mình cho. Cua này nó nhỏ mà nó mập quá chị Năm. Cua này nó nhỏ mà nó nạc á, mập quá chị Năm ơi. Dạ. Em mạnh tay em đâm. Quá trời. Chắc thịt, nhỏ nhỏ mà chắc thịt ghê. Rồi chị Năm là tiếp em hả? Giờ mau hay Năm á. Có mấy thao nóc này đâm muốn tiện quá hay Năm. Ừ. Có ca chưa là chút đâm ngon nữa. Dạ. Ca của nhà Vinh này trước đó. Xưa đó. Trước á. Giờ khó kiếm hay Năm ạ? Khó kiếm chưa. Giờ cua mình đâm xong rồi cả nhà. Bây giờ mình đổ lên mình lượt. Mình cho miếng muối cái mình nấu sôi lên cái này nổi thịt lên là chúng ta. Dạ. Giờ mình cho miếng muối vô. Cua sôi nè, mình vớt nó ra thím Tám ơi. Dạ. Quá trời luôn thím ơi. Vớt thịt cua rồi giờ mình thêm nước vô. Nước nó sôi lên cái mình bỏ thịt vô. Cua mình vớt ra để cho nó ráo nước rồi nè. Giờ mình cho vô thịt bằm luôn. Mình trộn cho đều. Mình cũng nêm nếm trong đây sẵn rồi cả nhà ơi.
mình cho hai trứng hột vịt vô nữa. Đặt hai trứng hột vịt vô. Giờ mình đánh cho đều. Cua này mình chưng á chị, một chút nó cứng lắm á chị. Thím chưng trứng lại lát mình để trên mặt á thím. Dạ. Vàng màu đẹp lắm. Dạ. Tát con khéo tay làm quá nha. Dạ. Này thím xào hả thím? Dạ, xào cho lát mình xào mình bỏ vô cũng nhiều á chị. Vậy chị đi bắt nước chưng thịt này thím Tám. Dạ. Cái này chả cua chị. Chả cua mà nó chưng thịt. Đây chả cua em làm sẵn rồi nè chị. Còn cái chồng đỏ này một chút á nó chín cái mình dưới mặt này lên mặt chị. Nó vàng đẹp lắm. Dạ. Xử cua vô. Để cho nó nghe nhiều quá vậy nè. Ồ nước sôi chín Tám ơi. Dạ. Dạ em bỏ cho thịt cho luôn chị ơi. Chưa đi tiếp. Chị chín lửa bên đây. Dạ. Quá là thịt ngon luôn chị ơi. Một đầu bữa nay em chơi hai cái giò luôn. À, mình nấu chi món gì với giò gì nó ngon chị ơi. Chín Tám chở lộn đây trái lên chút coi chín Tám. Rồi, chụm lên luôn. Bây giờ mình pha sẵn miếng mắm tôm. Anh rồi. Em chưng lát anh chưng chả cua cho anh hết sảy luôn. Rồi chừng nào ăn mới biết. Hết sảy con bà bảy luôn á. Hết sảy con bà bảy luôn á. Cái này cũng ý thích theo mọi người á chị Năm. Là người thì ăn mình ăn mắm tôm ăn rồi mắm ruốc. Dạ. Mắm tôm nó đúng bài hơn. Thích thôi. Làm đủ ăn rồi. Rồi mắm thịt. Chanh vô. Thứ Tám rồi là sức chị xé bún rồi thím Tám. Dạ. Chanh nước quá nước chị Năm. Ừ. Mình pha chế mắm tôm sẵn có chanh luôn á chị Năm. Ngồi cái mình nêm vô cũng ghê quá. Ừ. Mình ăn nó có chua chua. Chua chua. Quá trời. Anh cho quyết cho luôn anh ơi. Ừ. Phải quyết vô được rồi đó. Dạ. Giờ heo cũng muốn mềm rồi, tại vì nãy mình có trụng nó sơ rồi. Cuốn diều cũng sơ rồi, mình cho quyết kia luôn. Em có mùi một cuốn diều cua nè anh, người ta nói cuốn diều cua á, mình nấu á, mình bỏ cục này vô mới ngon. Dạ. Giờ cũng tiện lợi quá ha. Dạ, anh cho vô hết một cục nha anh. Anh cho vô hết luôn. Bữa nay mình nấu cuốn diều cua á. Cua gặn ký mấy cua nè, hai cái giò heo luôn. Bởi vậy á, nồi súp này bữa nay nó ngọt lắm anh ơi. Ngọt dữ à. Dạ. Hai cực khổ bận qua hiếm Tám. Dạ cực khổ quá, hôm nay mình ăn sướng lên bữa chị ơi. Hao té mưa ngàn qua. Dạ. Bồi dưỡng lại ha. Dạ hôm nay em bồi dưỡng lên anh ơi. Giờ cua mình hấp nãy giờ nó cũng chín rồi nè. Quá thơm luôn anh ơi. Giờ mình nhắc xuống luôn. Nên em bắt chảo lên xào gạch luôn anh ơi. Anh gạch anh bỏ, anh xào gạch bỏ vô bún riêu luôn. Cua nó nhỏ mà gạch quá trời em. Dạ. Em chị Năm làm thấy ham luôn mà đúng rồi. Mình cũng ghiêu cái gạch á, em dít riêng là em bây giờ là nồi súp của mình giò nó cũng mềm rồi. Rồi em xào em phi cái gạch em bỏ vô là đúng bài luôn á. Em sắp dĩa đẹp không? Đây ngồi mình ăn trắng miệng. Của chú Cao nha, này chú Cao à. Không hiểu sao mà nói cái chú Cao mà sao mà trái nó thấp bé hơn ba mấy cái chú già, chú Sim. Ừ, kêu chú Cao không biết sao nữa. Cây nó cao, kêu chú Cao. Hả chị Năm? Cây nó lùng, kêu chú gì? Cái chú Cao mà sao mà trái chuối nó lùng beo hả, cái chú nhỏ xíu à. Có thấy cao chút nào đâu hả? Ừ. Chắc cái cây nó cao hả? Cũng như cái chú Sáp đó ha, cái cây quá trời cái cây chị Năm. Anh Sáp về thấy nó đẹp không? Đó. Nè chảo nóng à. Chảo nóng mình cho dầu vô với mình cho miếng hành vô cái mình xào lại gặp. Đó, em xào gặp chín rồi em bỏ vô uống riêu, em cho vô uống riêu rồi em nêm nếm luôn anh. Em làm gì em làm anh cái này anh cắt chả sẵn anh ngồi kế sau lưng mà cứ anh nên nơi hoài đâu có đi đâu đâu. Mình xào cua nó cũng chín rồi nè. Mình cho vô nồi uống riêu luôn. Quá trời gạch luôn. Ở đây mình cho vô muỗng đường khoè. Đây như đây đường khoè. Cho vô.
Trời ơi, màu uống dưa đẹp quá anh ơi. Có, trời ơi, nữa, nó ở đây vòng vòng. Cho ai gì ngon vô. Đi đâu luôn mà. Muỗng nhỏ rồi, cho 4 muỗng luôn. Cho 2 muỗng nhỏ bột ngọt. Mình cho vô con muỗng nước mắm thôi. À, giờ mình cho vô, mình nêm nếm đàng hoàng rồi nè. Mình cho nước mắm vô cho nó thơm. Giờ mình cho cà với tàu hũ vô luôn. Tàu hũ vô rồi, mình chuẩn bị ăn rồi chị Nam ơi. Vô dạ. Chị rửa mấy cái chén rồi. Dạ. Thấy nên vô anh mời năm ra với anh lấy bếp cho em luôn đi. Với hai mẹ con của cha quấy ha, ra dạ. Ra dùng bữa mình luôn. Dạ. Đi ạ. Con cho con Quy nè chị. Con chào ông bà cô chú. Giỏi ta. Bà Tám nấu gì thơm cái gì vậy đó. Bữa nay bà Tám nấu bún riêu con ơi. Nè bà Tám biết con ăn thái mắm nè. Con qua đây con dạ, qua ngồi cái nội nè. Ưu tiên nha. Qua đây ngồi rồi, ông nội vô ngồi luôn đi. Đứng mệt. Đây. Rồi con đứng đây cho tám chị. Quá hấp dẫn luôn. Để đi đây kiếm cái giò cho anh Năm. Kiếm cái giò cũng là mềm mềm á. Đây nè có đó. Kiếm thịt cho anh Năm á, giò anh cặp cũng được đâu. Có tô này nè em ơi. Rồi 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 rồi. Giờ bún riêu cua cũng đã chín thì mình xin mời cả nhà dùng bún riêu với mình nha. Mời quý bà con cô bác dùng bún riêu chú Năm nha. Mời cả nhà dùng bún riêu gia đình mình nha. Mời cả nhà dùng bún riêu với mình nha. Mời cô chú anh chị ăn bún riêu cua nha. Mời cha mẹ mời chú Tám chúng Tám ăn bún riêu. Con mời ông bà cô chú ăn cùng với con. Con mời ông nội, con mời bà nội, con mời ông Tám, con mời bà Tám, con mời mẹ cùng với con. Ôi trời ơi, tách riêu con. Rồi vậy là nặng. À còn thiếu món nào chị Năm ơi? Món gì chú? Đây cái cua. Đây nè, cái thành quả của mình hôm qua nè, rất là xứng đáng nè, đây. Dạ. Đây em múc cho. Chị Năm làm khéo xíu nha. Múc mình làm cục bự luôn. Quá trời nè, cục dẻ dẻ nè. À. Anh Năm ăn cứng xương lại nè, chị Năm. Cái đó cua không anh? Nè. Cảm ơn chú nha. Rồi cháu Quế nè. Quá hấp dẫn chưa Quế ơi. Cảm ơn chú. Ờ, tại vì nè, không có mắc phần đâu, ông Tám ưu tiên luôn. Em làm không cho em ăn kỳ lắm á. Có. Ngon mà em té ịt đuổi ịt đuổi á. Vợ chồng của anh nữa kìa. Rồi, rồi thôi. Rồi. Rồi anh Năm dùng đi. Rồi dùng. Rồi. Vi dùng, bé Vi dùng cái Vi. Quá hấp dẫn nè. Chả cua nè, làm cái ngắt luôn chị. Mắm tôm này không có ớt nè, anh Năm nếm. Anh muốn kêu anh Năm phải dằn một miếng mắm tôm vô. Cho miếng mắm tôm vô anh ơi. Mình ăn mắm tôm nè, mình ăn cũng riêng mà không có mắm tôm là không bao giờ mà nó ngon hết trơn. Đó, ớt, ớt chanh là chị Năm ơi. Em có sẵn nè chị Năm, thì trong mắm tôm em cũng có pha chanh nhông chổng rồi chị Năm ơi. Này cho miếng ớt anh ơi. Chị Năm gà có ăn ớt sắc sẵn được không? Chút, được rồi chú. Dạ, ớt này chị. Rồi chị ăn ớt này, có chanh nữa là chị. Có một chút ớt được rồi. Ồ, thử tài nghệ bữa nay chơi vợ làm chả cua làm sao đây? Thử coi. Sao? Vì ăn chanh không ngồi ăn cho. À, không rồi. Cứng ngắt luôn. Cực kỳ ngon. Dạ. Có nấm mèo. Có nấm mèo luôn, nó cứng anh. Ăn chúng cái nấm mèo cho nó sực 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 dạ. Nó giòn. Có nấm mèo nó nha sực sực mà. Cua nó béo. Cua nó béo. Cái thằng nào ăn thì miệng không? Quá. Quá à, em làm chả cua bữa nay ngon không? Làm chả thì ăn cơm tấm cũng được nữa nè, ngon. Tấm ơi. Dạ. Thấy là quên dạ luôn à. Tưởng anh Năm. Bà Tám ơi. Dạ. Ngon ăn nhiều đi con. Dạ. Bà Tám ơi, bà Tám nó ngon quá, ngày mai bà Tám nấu giúp vậy nha. Bà Tám làm giúp vậy con ăn nữa. Trời ơi, ăn bữa rồi không bữa nữa. Biết được thích. Ăn mắm ở giúp Tám có cầu quế vô ngon xíu không Tám. Dạ. Đâu chị thử, chị nêm miếng mắm tôm à. Nêm rồi chú. Rồi. Mắm tôm á em làm không có cho ớt thì anh Năm anh ăn. Ờ chị chả cua em làm nó cứng mà ngon quá chị. Chị Năm có ớt cho phải sắc nè chị Năm. Chị không ớt đâu chú. Dạ. Quế. Có nấm mèo nha, trực trực giòn giòn. Có sắc này con. Dạ đây. Dạ. Ừ. Cảm ơn cho Tám. Có vô rồi. Có chanh á. Con nêm miếng mắm tôm chưa? Quế. Được rồi. Vậy thôi. Bệnh hoài không chịu buông. Anh ơi bữa nay anh mua huyết này ngon nè anh. Rồi. Mình ăn á bỏ vô rau nhiều miếng ngon anh ơi. Chúng miếng nấm mèo nó sực sực ngon xứng dạ. Đáng. Quá cực kỳ dễ mời. Hồi đó mà tôi ăn tao mua bún ghi gì là khỏi nửa dĩa rau rồi đó. Đúng rồi, anh Năm rồi đó, anh gạo rồi, anh sống rồi. Gần cỏ yếu rồi. Cái này cũng là thiệt không? Là cái thành quả chị em mình rất xứng đáng hả chị Năm?
Đó, ít đụng qua hiếm tám ha. Không cái này bún gì ba biết sẽ ba mua này nè. Mà bún cua ăn này ngon lắm nè. Dạ. Công nhận cua nhỏ nhỏ mà nạt quá trời ơi. Bún diêu mà ăn mà có dao ghém mà bắp chuối bào là ngon. Dao quế nè chị. Bún diêu là dao quế là hấp dẫn luôn á chị. Dạ. Chị Năm ơi. Hôm qua mình đi bắt cua mà mốt cái mình mua cái mấy cái gỗ xúc hai chị mình xúc bữa rồi lâu quá rồi ha. Chín tám ở bờ rồi bả. Tính ra là em cũng tính ra gần 40 năm rồi, 40 năm rồi đó em mới đi ruộng lại đó. Vậy đó hả? Ừ, vậy đó. Mà chị Năm cũng cũng lâu rồi, cũng mấy chục năm rồi đó. Ừ. Quá trời mày. Ra ra mà mình cũng là xin nói cả nhà như thế này, cũng như là mình ra cũng như cái cánh đồng quang thiệt mà quang vắng á. Ừ. Nó quang vắng mà không có người ở á, người ta mặc lúa không à, chứ không phải là quang quang du. Quang du là người ta bỏ quang dạ. Không ai khai thác cái này. Quang quang vắng á là cũng như không có nhà cửa gì Năm. Ừ. Ta chỉ bằng lúa thôi, bằng ruộng thôi đó. Anh Năm bữa nay em nấu ăn được không Năm? Được, ngon. Người ta nói nấu nước súp lọt. Phải 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 đi ruộng mốt cho đi nữa còn mấy ở, phải phải cho em đi anh ơi. Ở nhà nấu cơm. Thôi 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 cho em đi em phải đi à. Đi vậy nó khỏe em. Dạ. Bà Tám ơi. Gì con? Nhớ bà Tám dặn con đi nha. Rồi con đi luôn, con nào nghỉ học con nghỉ học đi bà Tám dắt đi. Đồng ý cho đi mà bữa nào nghỉ học nha. Nghỉ học bà Tám cho đi nha. Nghỉ học mới được đi. Dám chậm cua không đòi đi. Dám chậm cua không đòi đi. Đúng rồi. Dám không? Dạ. Em nấu bún cua bún ghiêu vậy mình sức chiều bán nấu bán được em ăn ngon thiệt á. Cái này là nấu là bán bá cháy luôn anh ơi. Bán chắc lỗ quá anh ơi. Em chỉ nấu hai cái giò heo. Giò cua nữa. Thịt nó mềm. Giò thịt cua quá trời luôn. Giò miếng mắm tôm. Mình ăn giò heo phải chấm mắm tôm ăn mới bắt anh ơi. Đúng khẩu vị luôn. Dạ đúng khẩu vị luôn anh. Ớt thì chanh vô. Anh mua hai cái giò thiệt mềm luôn. Dạ. Giò bà Tám cái móng bà Tám hầm mềm không bé Ghi? Dạ. Quá mềm. Móng mềm không? Ăn đi con. Bà Tám để cho con hết hai cái giò luôn. Bà Tám biết con phải ăn giò. Quá trời. Hầm mềm cho con luôn. Nước súp ngọt đó anh Năm ơi. Cái thịt lên hình vớt lên Năm. Mình làm chả dạ. Cái nước cái bỏ giò heo vô mình hầm nó thiệt là ngọt. Em hỏi cái anh ấy mình có bỏ cái anh ấy là cái anh nào anh bán qua chợ. Cái ảnh kêu em mua hột điều á, mình về mình làm hột điều về mình cho vô bún riêu á là cái màu nó đẹp à chị, khỏi cần bỏ màu. Em tưởng bỏ màu em tính mua cái ống màu á chị. Dạ em không mua luôn. Không mà thiệt, hai chị em công nhận phải ăn bữa nay nấu mùi nấu bún riêu anh nói thiệt xuất sắc luôn á. Xuất sắc thiệt. Quá trời, húng riêu ngọt luôn. Ngon. Nhưng mà chị thứ Năm ơi, mình sắc, mình hai chị em có hộp nấu xuất sắc là xuất sắc trong gia đình mình ăn nha. Ừ. Chứ mình xuống núi được ha. Mình ăn mà cho rau nhiều mới ăn ngon anh ơi. Hồi nãy giờ em ăn rau quá trời rau luôn. Rau quế là thím thiệt ngon luôn vậy. Dạ. Có mùi mắm tôm với ăn rau cộng rau quế á. Mình ăn bún riêu này là rau quế là hết sảy á chị. Chứ mình ăn cái mấy cái rau kia là không bao giờ ngon nổi. Thịt nêm một năm. Đúng khẩu vị của nó vậy. Húng khẩu vị luôn. Đúng khẩu vị của húng quê là quế. Húng quê là quế à, chứ không có mà rau cần cua rau gì chứ. Quế với lại rau muống này nè. Dạ rau muống bào à, giá. Bây giờ anh định anh đi ruộng không được. Ngày xưa là anh đi thôi, không có ai lại đi là anh lao ra ruộng á. Nhưng hôm qua cái anh đi kìa vui lắm, cười quá chứ cười luôn. Bây giờ cái ịt đùi vậy. Không được nữa, anh bệnh hoạn ăn. À, để mà mốt là chị em của em đi bắt cua này cho anh ăn được tốt lắm. Hôm qua có anh Năm đi vui nữa Năm ơi. Ừ, anh đi chứ anh té, anh tệ nè. Dò anh Tám ơi. Gì con? Mấy chị có đi cho con đi nha. Ồ. Con hết bệnh đi, bà Tám cho con đi. Dạ. Tắm vô, tắm vô con tôm. Hôm qua có con đi cười bả đã luôn. Cười bả đã luôn, bé quá chứ đâu. Địch đuôi, địch đuôi vậy. Cái mà chị qua có đi con đi. Đứng là té, đứng là té. Vậy mà vui chị ơi. Ừ. Đi ra thoải mái, ra ngoài đồng cánh gió thiên nhiên. Trời ơi, em. Dạ. Giò Năm thiệt, thiệt mềm luôn. Mềm luôn anh. Em biết anh Năm á, ăn phải giò thịt phải mềm. Em hầm cho mềm, thật là mềm luôn. Quá mềm luôn. Chứ cứng quá anh Năm sao ăn được. Đúng rồi. Quá sức chắc. Dạ. Ngày hôm qua anh chấp ra, anh ăn nước trà đá. Bữa nay ăn bún riêu, giò heo. Trời ơi, hết lắm ha. Dạ. Có cực, có đi ruộng ăn vậy ngon lắm chứ mơ. Dạ. Đi ruộng ăn trà đá với tép rang với mắm rồi ngon lắm. Đi ruộng ăn đó là hết sảy rồi.
nạp cho quế vô. Nói chung ra mình đi ruộng mình ăn diễn ngon chứ. Dạ. Đúng rồi, năm mắm tôm mà chấm thịt ăn không hoài không không được quá. Ừ. Bị đúng cái màu của nó. Ừ. Tôm em pha chế rồi đó. Dao gồm hai dĩa dao thấy hấp dẫn quá. Quế bệnh, quế bệnh bệnh không gại dạ, có ăn là được này con tỉnh luôn á. Có ăn này con tỉnh luôn á. Dạ. Ăn là uống thuốc vô. Dạ. Ông Tám ơi. Gì con? Ông Tám ông bắt cá bự á là con khen ông Tám luôn. Bắt cá bự á khen, cái nhỏ nó không khen. Mà mốt cho em, mà mốt cho em đi xúc cá lộn xộn mình về mình kho lạc đồ ha, hay kho tiêu kho ăn. Kho tiêu rồi ha nhiều năm. Ừ, kho lạc mình hái rau ngoài luôn. Hái cho cái trời nhập cuộc ngoài. Tại mình cua này bữa nay làm cũng ghi mình không hái á. Để dành ha, mốt mình hái. Cái vụ để dành nữa đó hả? Để dành. Giường của ông quá trời đã chờ luôn. Giường của ba em để quải anh. Quá trời cả trời luôn hết tám. Dạ. Qua. Mà chị mình đi hái. Dạ. Mà chị em đi bữa nữa. Năm có thể làm tôm nữa không? À, gấp miếng. Yeah. Được rồi. Dạ. Bún bún. Ừ. Ăn hết bún rồi. Cua nó vừa ăn luôn. Quá vừa ăn luôn. Gắp nhai nó sượt 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 chứ. Quá sượt sượt. Quê em giúp quê con chén nữa coi. Dạ. Cái tô này lên nhiều bắp luôn chín tám quá. Dạ. Quế vô chấm với mắm tôm ăn. Mắm tôm quế rồi hết sảy ăn vô nó phao. Anh Năm thịt nè anh Năm. Ừ, có anh còn à. Dạ. Bà thím tám nấu cái này ngon nè chứ ngoài tiệm nấu chưa chắc bạn này nữa. Quá khen quá khen nè. Bà tám nó ngon thiệt, con chắc là con cho mấy cho con cho 10.10 luôn. Rồi, dưới 10 phải phẩy mấy triệu. Cảm ơn con nha. Dạ. Bà tám khỏe rồi đó, nấu sao? Khỏe. Nấu nãy giờ hết mệt rồi. Nãy giờ hết mệt luôn rồi, nấu nãy giờ khỏe luôn. Tám này mình lấy cái giò heo này mình lấy dụng tay em tám ơi. Chính xác. Đúng rồi, lấy tay cảm ơn con. Dùng tay đi. Vậy mẹ bắt không vậy? Con dùng tay con mới gị lại giò heo chứ không thôi nó gị con. Con chấm mắm tôm vô ăn ngon lắm con. Dạ. Mình ăn muốn dưa này mắm tôm là hết sảy luôn rồi. Dạ. Chị Năm ơi còn chả kìa nha. Còn chả cua rồi chị. Quá trời, nó tắm rồi. Quá trời anh múc một cái chả cua một miếng bự chà bá luôn mà ăn không hết luôn nữa. Cái nước này bỏ uổng nè mà anh dám húp hết vô nước được. Cái lò uổng này chấm mắm tôm ăn cũng dạ. Trời ơi, nguyên cả con giò ngon quá. Mấy cái giò nó mềm luôn á anh. Mềm luôn, quá luôn. Cá được không con? Hai tay, cầm lên. Nóng hả con? Nãy giờ còn nóng hả con? Nó dĩ nhỏ. Nghiệp không? Ừ. Bà Tám ưu tiên cho con hai móng á. Con cầm lên con gạt nè. Nằm thổi thổi vô phía bì kìa. Em thổi thổi vô. Bẻ đi. Bẻ ra cho nó. Đâu có bẻ, cầm cả đi nè. Quá trời nước ngon quá. Ngon thiệt luôn mà ta. Ngon hả con? À. Mềm không con? Mềm, quá mềm. Quá mềm luôn. Ngậu. Bà Tám biết ăn giò, bà Tám hầm mềm cho con đó. Giò heo không ăn gì, ăn móng à. Anh ăn thịt anh Năm. Ừ. Hôm nay cà phê có giò heo. Bà Tám, chừng nào bà Tám nó dở thì con cho 5 điểm, chừng nào bà Tám nó ngon thì con cho 10 điểm. Rồi bữa nay ngon hay dở? Ngon. 10 điểm. Ừ. Hay quá. Bữa nay mười mà còn phải mười nữa kìa, ghê. Mười phải mười. Quá trời, nè tới bún liều. Gấp thêm là thím tám ngon quá. Dạ. Cua rồi chị. Còn này chị thím. Vậy múc thịt đây đi chị. Thịt với quýt đó chị. Ừ. Ăn rồi chỉ Năm bắt hai tô đem xuống cho vợ chồng Năm chuột á, cũng có con có công tội nghiệp. Nè cho em cũng giò nè. Đúng mà hai vợ chồng nó gần trời ơi, đúng mà hai vợ chồng thương nhau luôn kìa. Nghe nghe cháu nội nói không? Dạ. Dạ không có cùng nè. Cảm ơn cha. Nè thím tám sáng muốn cho tôi về tôi bút lại nè. Dạ anh nội chia sẻ hả? Nè chú tám nó cũng nè đó.
10 thì tôi múc lại đó đó. Mấy lời năm. Quá tốt rồi. Hai mà múc riêng bữa nay. Bữa nay mua giò nhiều lắm chị ơi, hai cái giò bự luôn á. Cái cục này ngon quá, anh nhường lại cho anh nè. Thôi coi coi coi. Cô Bi còn cục nữa nha con, ăn rút cho con. Ngon quá Tám ơi. Đậu hủ với huyết ngon quá. Mốt có đi ruộng nữa, mình đáng láng mình đi cho bà Tám hay ai gì lắm. Không dám đâu. Thấy em đi tội. Cho đi đang té, mình cười chơi. Mình ăn phải ra tay nè. Cái giò bự quá. Đây. Chấm mắm tôm nè. Dạ, em chấm vô mắm tôm ăn anh. Mắm tôm mình pha lại vừa ăn kìa. Mình ăn phải có mắm tôm mới hết sảy. Có cái mùi mắm tôm á dễ ăn đó không? Đúng mùi quá. Mắm tôm anh làm ngon quá. Mắm tôm pha chế lại mà. Ở ngoài chợ nó không có pha chế với mình đâu. Nó để nguyên chai mình chấm ăn à. Pha chế mới ngon. Dạ. Ở trời nước. Nước ngọt. Chua chua ngọt ngọt. Quế bữa nay ăn sao rồi, cho ý kiến rồi Quế. Dạ quá ngon. Dạ ngon. Con cảm cảm á, con á không có nói chuyện á. Ngon thiệt luôn á bà Tám. Ngon thiệt luôn hả? Không quế cho thơm ngon quá. Con ăn nhiều nhiều đi con. Dạ. Quế à. Thích giò. Thích con nóng. Con phải cạp thêm cục nữa. Sớm cạp cục bây giờ cạp nữa. Ở trong đây còn cái móng của con nữa nè. Anh Năm hết móng rồi ông nội gái cho. Anh Năm cũng tính mắm tôm nè. Nó mềm. Không mắm tôm của anh bữa nay anh ta ngon. Dạ. Anh dạ. Không có bỏ ớt. Dạ. Ớt mình năng nè, em có sắc ớt nè. Anh năng gấp vô tôi uống nè. Ớt mình năng, anh năng sạch, ớt ngon. Bữa nay anh tôi uống gì này tới bến luôn. Quá trời gạo, nãy giờ quên thêm gạo nè. Dạ. Gạo muống nè, muống tươi. Quá à. Muống gạo thơm. Hấp nước hết bỏ nước uống. Bún mình nhờ gạo. Anh Tám biết khoái nhất là gì không? Như vậy mắm tôm với lại gạo dầu quế. Quế. Hai cái mùi cộng lại quá. Trời, cục thịt này ngon dữ à. Chấm mắm tôm vô ăn hết sảy luôn. Đúng rồi, ăn mắm tôm. Thịt nó bị em có, cũng có trụng sơ á Năm. Cái nấu nó mau mềm. Quy dán tình nhiên mọi người ai hết trước là muốn nó mềm nó giòn không cần không quá ngon luôn. Quyết á chị muốn nhiều ăn ngon rồi. Cảm ơn con giỏi trời nè, cho ông Tám miếng nữa còn quên nữa nè. Năm ơi, Năm trắng miệng với chú rồi, chú cao này. Chú cao này ăn tốt, chú cao ngon lắm. Năm sẵn em mời chị cùng này con Quế. Dạ, cảm ơn cái ta. Đây là sẽ ăn chuối. Ăn chuối này tốt nè. Ăn chuối này nó tốt lắm chị ơi. Chuối cao này nó ăn nó dở mông lét hết. Dạ. Cái này là nó gặt chuối cao luôn chị Năm, dở mông lét ra. Bữa nay em ăn bún diêu á, em tới bún diêu luôn chị. Tới bún diêu luôn. Tôi, em có thèm luôn. Chứ em đi chợ là phải tô con tô á chị. Tôi thì không được á. Không người của em á. Tôi thì không tới bún diêu mà phải nói là ngán bún diêu. Không. Mà chị Năm bữa nay đừng nấu cơm nha. Quá lẽ một nồi. Quá lẽ một nồi luôn. Ăn... Dạ. Ông nội thì ngán quy rồi, ông Vi sao? Con nhìn nó quá ngon. Quá ngon hả? Quá ngon quá. Cái này mình ăn xong một chút, chiều mình ăn nữa chị. Được. Trừ là những cái cực khổ ngày hôm qua. Bù đắp bù lại. Bù đắp ngày hôm qua, cực khổ quá rồi. Cái gì cũng vậy. Qua mẹ đi bắt cua, mẹ từ tối về mẹ ngủ có nghiêm mình không mẹ? Không nghiêm, thái rồi đó. Tao xin Tám nghiêm, nghiêm Tám té à, mẹ không có té. Xin Tám té đi lịa luôn. Tao phải nghiêm thôi. Xin Tám té đi lịa luôn. Nắp cười, mặt hoa luôn. Thì giờ bữa ăn gia đình mình đến đây cũng đã kết thúc. Thôi mình xin hẹn bà con cô chú mình video kế tiếp nha. Bye. Bye.